Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương trong tỉnh đã có những ý kiến kiến nghị xem xét chất lượng nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa, nước không đảm bảo, đục, có váng, cặn. Bên cạnh đó, việc quản lý không tốt nguồn nước đầu nguồn như để tình trạng người dân canh tác gần nguồn nước dẫn đến tình trạng ô nhiễm từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng chăn thả gia súc quanh khu vực nguồn nước, việc xả thải của các nhà máy sản xuất công nghiệp ra nguồn nước làm cho cử tri lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt được cấp từ các nhà máy nước. Đây là khu vực hồ lấy nước của nhà máy cấp nước Ngọc Hồi do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi đầu tư sử dụng để cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thị trấn Pleikon. Vì nguồn nước là hồ tù đọng lại chưa được đầu tư đường vành đai an toàn quanh khu vực hồ nước theo quy định, nên toàn bộ các loại chất thải, phân gia súc, lượng tồn dư phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật từ các khu sản xuất, đồi dẫy, khu dân cư theo nước mưa đổ dồn về đây. Để đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước, người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị. Nhưng đến nay, chủ đầu tư mới chỉ lắp đặt giao bảo vệ bờ đập mà chưa có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Đến nay nói chung cử tri thì phản ánh nhiều rồi, tương đối như cuộc họp hay những cuộc họp nào cũng đang nói á, mà như bản thân tôi đã 3 lần ý kiến rồi, nhưng mà cái anh thấy chưa có biển chuyển biến đi hết, không có một cái chuyển biến, mấy lắp được mấy cái này thôi, lắp cái này không có tác dụng, cháu bò xuống tắm rửa như thế này, súc vật chết cũng vứt như thế này là nó bẩn nhưng mà nó sạch. Theo báo cáo trả lời ý kiến cử tri mới đây nhất tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, để đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra giám sát bảo vệ nguồn nước, triển khai các hoạt động bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng chủ đầu tư có hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm triển khai xây dựng hệ thống thoát nước, bảo vệ môi trường và đường vành đai an toàn tại hồ nước theo quy định. Nhà máy cấp nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum hiện là nhà máy có quy mô lớn nhất tỉnh, với lượng nước khai thác trên 17.000 mét khối một ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum. Hiện nguồn nước được nhà máy lấy trực tiếp từ sông Đắk Bà La qua hệ thống xử lý. Để bảo đảm nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như thực hiện theo quyết định 1264 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ năm 2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền địa phương tiến hành xác minh, cắm mốc và biển báo phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Theo đó, vùng bảo hộ được giới hạn trong phạm vi chiều dài cách công trình lấy nước 500m về phía thượng lưu, 100m về phía hạ lưu và 20m hai bên bờ từ mép nước trở lên. Qua công tác mà kiểm tra mà phạm vi bảo hộ cái vệ sinh cái khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy cấp nước thành phố Kon Tum trong thời gian qua thì chúng tôi cũng chưa phát hiện cái trường hợp gây ô nhiễm nguồn nước nào xảy ra. Thì về cái chất lượng nguồn nước đổ vào được đảm bảo vệ sinh, thì tuy nhiên bên cạnh đó thì do cái nhận thức của một số cái đối tượng đang những hành vi là phá hoại là tháo dỡ các biển báo là cảnh báo phạm vi bảo hộ khu vực lấy nước như nhổ trụ biển báo. Tuy nhiên trong thực tế, việc bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của nhà máy chỉ dừng lại ở việc cắm mốc, thiếu sự kiểm tra phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước. Tình trạng chăn thả gia súc, canh tác trong khu vực bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước vẫn xảy ra. Điều đáng nói là ngoài khu vực vùng bảo hộ theo quy định, sông Đắk Bà La có lưu vực về phía thượng nguồn tương đối dài. Tình trạng sản xuất canh tác của người dân dọc hai bên bờ sông khá lớn. Trong quá trình canh tác, không thể nào tránh khỏi lượng tồn dư phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, các chất thải nguy hại thẩm thấu xuống dòng sông. Tôi có là có mầm thì bắt đầu trồng thì một lần. Thì phun cỏ già thì một lần thì trồng xong rồi thì phải có
cỏ dại một lần, xong đó phun phân. Dạ là một mùa mì là cũng phải phun hai lần cỏ. Hai lần cỏ. Rồi mấy cái bao bì mà thuốc cỏ đó thì mình bỏ ở đâu, mình phun xong rồi mình bỏ ở đâu? Bỏ trong bảy ba, bỏ trong mía cũng được, trong trái cũng được, lấy nước chỗ nào bỏ chỗ đó. Thế thì ở đây hồi trước thì xã thôn rồi có hướng dẫn mình thu gom cái vỏ bao bì thuốc đó không? Hồi trước thì có nhưng mà không chấp hành. Trước thì đốt, bây giờ là không đốt nữa, hết chỗ nào bỏ chỗ đó nữa. Đặc biệt ở khu vực thượng nguồn sông Đắk Bà La tại huyện Con Dẫy có nhà máy chế biến tinh bột sắn được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay. Trong quá trình hoạt động, hiện nhà máy này đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải khá hiện đại. Chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn loại A trước khi xả thải ra môi trường và đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động kết nối dữ liệu với máy chủ của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý giám sát. Thấy được cái tầm quan trọng và cái ở cái nhà máy mà đặt ở cái vị trí đầu nguồn nước. Cho nên từ khi mà thành lập dự án mà phê duyệt DTM rồi tất cả các cái vấn đề đầu tư thiết bị công nghệ tất cả mọi cái thì công ty cũng đã chú trọng về vấn đề để xử lý như thế nào cho nước thải nó ra nó đạt chuẩn theo quy định. Thì hàng năm công ty cũng đã rất là chú trọng đến công tác mà xử lý nước thải và đưa ra nước thải ra môi trường. Thì đúng theo cái quy định và cái DTM mà đã được phê duyệt. Thì giám sát thì thường niên theo chu kỳ thì bên trung tâm quan trắc môi trường đó, thì cũng thường xuyên giám sát theo định kỳ. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân ở gần nhà máy, nhất là những người dân thường xuyên qua lại khu vực suối Đắk Năng, nơi có ống xả nước thải của nhà máy ra môi trường. Trong những thời điểm nhà máy hoạt động nhiều, nước thải vẫn có màu nâu đen, nổi bọt và bốc mùi hôi tanh. Nó chảy ra nó màu đen xong rồi nó ra bọt. Với lại khi mà nó họ làm cái mùa mà họ làm nhiều nhất á là cái mùi nó không nhất là không chịu nổi luôn, nó bay nhất là cái thôn mà ở bên con Sơ Môn á là nó mùi không chịu nổi luôn, với lại cái nó ra bọt rồi con cá nó cũng phải chết ở trong nước. Mấy đứa nhỏ nó cứ hay chơi sông chơi biển vậy. Thì cái mùa này mà họ không có làm thì nó đỡ. Còn cái mùi nó tại vì họ ngưng hoạt động thì cái mùi nó đỡ. Còn khi mà họ làm thì nó cũng cảm thấy là cũng rất là lo lắng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 trên 20 cơ sở sản xuất kinh doanh đã triển khai lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý, giám sát. Trong đó chủ yếu là các nhà máy chế biến tinh bột sắn, mủ cao su, mía đường và khu công nghiệp Hòa Bình. Các dữ liệu quan trắc được truyền liên tục theo tần suất 5 phút một lần về máy chủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường qua phần mềm xử lý, giải mã thành số liệu quan trắc. Tuy nhiên, theo quan sát và đánh giá của bộ phận chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện vẫn còn có một bộ phận đơn vị chưa chủ động trong việc kiểm tra số liệu quan trắc, dẫn đến dữ liệu truyền về bị gián đoạn, không thường xuyên liên tục, các thông số không hợp lệ. Một số đơn vị thuộc vùng sâu vùng xa, đường truyền không ổn định, gây khó khăn cho công tác theo dõi quản lý. Đơn cử trong thời điểm phóng viên có mặt tại Trung tâm Công nghệ Thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường, tín hiệu camera theo dõi nguồn nước thải của trạm quan trắc tự động tại nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Con Dẫy, nơi thượng nguồn sông Đắk Bà La, không kết nối được với trung tâm. Quản lý, bảo vệ nguồn nước, nhất là nguồn nước cung cấp cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh, chất lượng nguồn nước và sức khỏe của người dân. Tuy hiện nay công tác này đã được đưa vào luật và được cụ thể hóa thông qua các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng vẫn còn nhiều địa phương đơn vị chưa thật sự quan tâm, triển khai thực hiện, chưa mang lại hiệu quả. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà cử tri trong thời gian qua vẫn còn những lo lắng về chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn.